Tử vi tuổi Bính Thân 1956, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những mệnh chủ tuổi Bính Thân được đánh giá là những người thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức tự lập cao. Đến khi trưởng thành, họ có thể tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống mà không cần nhờ cậy, cầu cứu ai. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp của mình mà những người tuổi Bính Thân được mọi người yêu quý, có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Họ thường được nhiều may mắn trong cuộc sống, cả đời an nhàn mà vẫn vui đầy đủ, của cải, không lo thiếu thốn về vật chất. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước? Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Thân nói chung và các bác tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Các bác tuổi Bính Thân năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì, bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây là tuyết người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ, che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ với đồng nghiệp, tiền vận có phần vất vả, ham học. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có thể đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng, các bác tuổi Bính Thân là người tài năng, sống áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự rèn pha của những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần các bác nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao những thành tích như mong muốn. Những người tuổi Bính Thân trong tháng Ất Mùi, mọi phương diện đều ở mức ổn định. Ở tuổi này, công việc và tài lộc không còn là vấn đề, các bác đặt nặng. Đã nửa đời người bươn trải cơm áo, gạo tiền, lúc này là thời gian để các bác nghỉ ngơi, quây quần, sum vầy bên gia đình, con cháu. Bính Xung Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Thân trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, các bác cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế
mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thầy Tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Bính Thân sinh năm 1956 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thầy Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận với tuổi Bính Thân. Trong tháng này, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bác đã thảnh thơi, hoặc làm ít dần, hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu các bác vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng các bác đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, các bác nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho các bác. Các bác chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý, đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người vẫn đang tiếp tục công việc, mặc dù làm việc chăm chỉ, các bác sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, các bác cảm thấy rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của các bác phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân các bác. Ngay cả khi các bác không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Vì vậy, nếu như gia chủ tuổi Bính Thân không muốn bao nhiêu công sức của mình phần đầu bấy lâu nay bị đổ xong, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Vậy nên trong thời gian này, các bác tuổi Bính Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyền lâm, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, cát lành và may mắn về cho các bác. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tình bạc, tận tài lộc của các bác tuổi Bính Thân không mấy khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Xét tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Những người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp các bác cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Những người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Các bác tuổi Bính Thân cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè, chứ không phải bản thân mình. Các bác cũng quý trọng tiền bạc, nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Đặc biệt, thầy phong thủy khuyên những người tuổi Bính Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn, xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho bản mệnh. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân, sẽ bảo vệ, tương trợ tuổi Bính Thân trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ với các bác tuổi Bính Thân. Những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi các bác giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, các bác sống với nhau trọn đời, vì vậy các bác đã hiểu nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Ngoài ra, trong thời gian này, các bác nên đeo vòng tay của huyết long, âm hợp quý nhân, thân, tí, thìn.
Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó giúp gia đạo luôn được yên ấm và hạnh phúc. Đồng thời đá mã não đỏ mang lại sức khỏe, sự hình thịnh và trường thọ cho các bác trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Các bác tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch về sức khỏe không được tốt, cần chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt với các bác trai tuổi Bính Thân cần chú ý tới các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể, các bác, các gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, bia rượu và các chất kích thích cần tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Các bác tuổi Bính Thân sinh năm 1956 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho vật phẩm theo tuổi của các bác Bính Thân sinh năm 1956. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Bính Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, khởi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6, tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng này còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Bính Thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành các công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 6, tức ngày 1 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lạc Kim. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ quý hợi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị về vận trình tử vi của tuổi Bính Thân trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Để hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch. Mọi người hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc mọi người luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!